Thưa quý vị, và sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng. Trong những năm qua, thực hiện vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia, Học viện Quân sự đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao, đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ khoa học quân sự, cán bộ cao cấp của quân đội một số nước và tổ chức nhiều khóa đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, Học viện phải thể hiện rõ nét là đơn vị đi đầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo và quân sự, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện Quốc phòng chú trọng chuyển đổi số, phát triển giáo dục số, xây dựng học viện số, học viện thông minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật quân sự đầy vinh dự và vẻ vang.